Vin Master 7. Ok, cứ cài cái 7 trước đi coi. Đồng ý để cài đặt. Các bạn cài theo dạng chuẩn thôi. Mình để standard. Chọn no. Rồi chúng ta cài rất nhanh nha các bạn. Như vậy ở chỗ này sau khi chúng ta cài xong thì các bạn đã có thể là chạy được rồi. Các bạn chọn Finish. Sau khi mà các bạn khởi động phần mềm thì giao diện nó như thế này. Các bạn sẽ khai báo giúp cho thầy ở chỗ này là thông tin của mình, để chính xác là nó có cái kết quả. Có cái kết quả ở đây luôn. Rồi, mình đã có được cái thông tin. Mình copy vô thôi các bạn nhé. Số thứ tự, mã số sinh viên, tên. Như vậy sau khi mà các bạn đã vào được phần mềm thì trong phần mềm này của mình chúng ta sẽ có rất là nhiều cái bước, từ cái việc là bạn sẽ bắt đầu course của chúng ta và các bạn có thể là đi học từng phần một. Rồi mình có thể là sử dụng cái typing test để làm bài kiểm tra. Đây, typing test. Như vậy thì thầy sẽ dùng cái bài test trong này để các bạn test. Như vậy thì các bạn sẽ ở nhà, chúng ta sẽ luyện trên các bài này. Bởi vì cái này sau khi các bạn test xong thì nó sẽ cho mình một cái report, một cái báo cáo luôn, và nó có thông tin của các bạn cho nó tiện. Đó. Rồi chúng ta sẽ tập một bài test trong này. Đó là về phần test. Trong đó thì nó có cái phần game. Game này thì nó cũng giống như là những cái trò chơi game cơ bản, nhưng mà trong đó nó cho các bạn gõ các cái phím để các bạn luyện. Vậy chúng ta sẽ qua cái phần đầu tiên. Chỗ này chúng ta sẽ sạc và nó có rất là nhiều cái bài học để mà chúng ta luyện từ từ. Nếu mà bạn nào mà gõ ít ngón đã nhanh rồi. Hello. Các bạn gõ ít ngón, tuy rằng là các bạn gõ nhanh nhưng mà không đủ số ngón nhiều. Ví dụ như là các bạn gõ 6 cũng được, chứ không nhất thiết phải 10. Bởi vì các bạn luyện gõ 10 ngón rất là khó, bạn phải luyện nhiều. Còn mình gõ tương đối khoảng 6 ngón. Nhưng mà thực ra hai cái ngón cái nè thì các bạn để trên cái phím space. Và khi nào mà các bạn muốn gõ khoảng cách thì phải dùng hai ngón cái. Nếu mà các bạn không quen á thì cái ngón cái của các bạn nhấn xuống khó lắm các bạn. Mình phải cố gắng tập. Được chưa? Như vậy trong này nó sẽ có giới thiệu. Và các bạn sẽ vào bài đầu tiên. Như vậy trong phần này, ở cái phần mềm Typing Master, người ta đã hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Và trong này chúng ta vừa học gõ phím, vừa học tiếng Anh. Nhưng mà tiếng Anh này tiếng Anh chuyên ngành, cho nên nó cũng đôi khi nó cũng dễ đọc các bạn. Nghĩa nó cũng clean tí xíu. Ví dụ như ở đây, người ta nói là bây giờ bạn phải đặt cái bàn tay của bạn ha vào cái dòng đầu tiên. Cái dòng chủ. Cái này người ta gọi là dòng chủ. Home. Cái dòng ở nhà đó. Không? Chỗ này dịch làm sao? Thì mình gọi là cái dòng chính đi ha. Như vậy trên bàn phím của bạn nó có cái dòng mà A, S, D, F rồi đó. Và người ta chỉ cho các bạn là bàn tay của chúng ta ngón nào đặt phím nào. Các bạn sờ vô phím F và phím G có gì đặc biệt nào? À, nó có hai cái nốt ruồi ha. Mình nói vậy cho dễ nhớ.
Như vậy thì trên bàn phím nếu như mà mình nhắm mắt lại, mình vẫn có thể tìm được hai cái phím đó nó đang nằm ở đâu trên bàn phím của chúng ta. Nếu như mà laptop của các bạn á, khi mà các bạn nào biết chơi đàn không? Đấy. Cái tay của bạn luôn luôn phải vòng chữ C. Cái tay của luôn vòng chữ C. Thẳng ra quá thì các bạn với khó lắm. Mà các bạn cong quá thì nó cũng khó. À, vòng chữ C. Đó, vòng chữ C. À. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là đối với lại cái máy tính thì cho mình mình nghĩ các bạn sẽ để cái tay của mình à, luôn luôn ở đây, và khi di chuyển thì các bạn di chuyển ngón tay, di chuyển ngón tay không di chuyển bàn tay, trừ khi nào mà những cái phím xa quá các bạn hối không tới thì các bạn mới di chuyển cái bàn tay của bạn, còn cơ bản là cái tay của bạn co lại và đặt ở đây được chưa nào. Đó, cái ngón cái đặt đây và cái ngón trỏ này mình đặt chữ chữ C, ngón trỏ bên này bạn đặt bên chữ F. Và như vậy thì khi mà các bạn sử dụng phím thì ngón trỏ của chúng ta nó sẽ đi theo hướng hướng chéo các bạn, ví dụ như là Z U M, còn cái chỗ này là cái ngón giữa này là K thì K đi ngắn và dấu phẩy, tương tự như vậy L thì có O dấu chấm và chấm phẩy P dấu xì. Như vậy đó là cái vùng phím mà những cái ngón tay nó sẽ phụ trách, và lúc đầu các bạn làm rất khó nếu như các bạn chưa quen thì cứ gõ chậm thôi, và chúng ta có khoảng cỡ hơn 10 ngày để chúng ta tập việc đó, thì các bạn cũng cứ từ từ làm, không có gì phải vội cả. Như vậy tiên tiến của chúng ta là cố gắng đừng cứ nhích nguyên chỉ là được. Những bạn mà nhích nguyên chỉ thì coi như là phần tay chưa đạt, được không? Đó, chúng ta gõ ít nhất cũng phải 4-5 ngón. Rồi cái thứ hai là mắt, mắt lúc đầu thì các bạn không quen bàn phím thì các bạn hay nhìn, nhưng mà các bạn cố gắng luyện đi, lúc đầu mà luyện chưa quen thì cứ nhìn, nhưng mà dần dần chúng ta cảm nhận được là cái phím nó nằm ở đâu thì các bạn sẽ không cần nhìn các bạn cũng biết nó ở đâu. Đó là trong cái phần tay pin button các bạn sẽ thường trên bàn phím hồi nãy là thầy nói mô phỏng cho các bạn, mô phạm cho các bạn ở trên lớp, nhưng mà trên video thì các bạn sẽ đặt cái bàn tay của bạn ký G này nè, đặt ngay ở vị trí này, và cái tay của bạn là chữ C để mà cái phím nó đặt vừa trên này. Nét. Và chúng ta đã qua bài thứ nhất. Bài thứ hai cho phép chúng ta chỉ rõ ràng đặt ở đâu. Nét. Và bên tay trái trước, bên tay phải, ngón cái và bây giờ chúng ta sẽ gõ chữ A, gõ chữ S, gõ chữ D. Ở đây hình như là thầy đang gõ mà nó có tiếng Việt cho nên nó bị lỗi. Chúng ta tắt tiếng Việt đi, tắt tiếng Việt đi và chúng ta gõ lại chữ S. Như vậy bây giờ các bạn đặt cái bàn tay của bạn, nếu mà bạn nào chơi đàn, chơi piano hoặc là chơi organ thì các phím của chúng ta, cái ngón tay của chúng ta đặt hờ lên cái phím, không gõ nhưng mà vẫn đặt hờ. Nếu mà các bạn không đặt hờ thì các bạn gõ rất là chậm. Các bạn cứ đặt hờ lên đó. Cần đến phím nào thì các bạn chọn nhấn vô đúng phím đó thôi. Chứ nếu mà các bạn để từ xa rồi các bạn mới nhấn vô thì nó rất là khó. Đó. Rồi. Được chưa nào? Và chúng ta đã hoàn thành xong bài. Và bây giờ chúng ta không cần dùng chuột. Chúng ta đang ở đây thì chúng ta chỉ cần nhấn cái phím space, phím dài, nó sẽ qua bài tiếp theo. Trong bài này thì nó kêu là chúng ta sẽ cố gắng là bắt đầu thử một cái bài của chúng ta ở đây. Đây người ta cho các bạn nè. Ha, A, A, space.
Như vậy thì người ta cũng đang cho các bạn là dùng phím nào, dùng ngón ngón nào, là mình đang dùng ngón ngón út, thì các bạn theo luôn A A rồi bị tiếng Việt rồi. Đây tiếng Việt nè, tắt tiếng Việt đi. A space S S space D D ha, F F. Chỗ nào mà các bạn sai là nó có đỏ cho các bạn biết. Đó, mình mà mình sai là biết ngay. A S. Như vậy thì các bạn thấy là đối với lại những bạn mà tập chưa quen thì các bạn đó, mình sẽ cảm nhận dần dần, cảm nhận dần dần, nó sẽ cho chúng ta gõ nhanh. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ hoàn thành hết tất cả các cái bài ở bên trong này. Thì khi mà các bạn cho thầy xem cái kết quả thì thầy sẽ thấy được ngay là cái bài làm của các bạn tập như thế nào, nó sẽ có. Được chưa nào? Bây giờ là nó lại xen kẽ ha. Cái ứng dụng này rất là hay các bạn. Nó sẽ luyện cho chúng ta rất là nhiều nhiều thứ. SSP. Đó, rất là nhiều. Hay lắm. Và sau khi mà chúng ta gõ xong thì nó có một cái báo cáo cho chúng ta luôn. À, bạn đã gõ trong vòng 1 phút 33 giây. Số từ 11 từ trên phút. Đạt chưa? Gần gần 5 điểm. Yêu cầu của mình là 30 từ trên phút. Là 10 điểm. Còn nếu mà bạn nào gõ thấp hơn thì tính tỷ lệ thôi. Bài số 2. Bài số 3 tương tự. Được chưa nào? Như vậy thì trong những cái bài mà buổi mà lắp 1, 2, 3, 4 này, thầy sẽ xen kẽ cho các bạn sẽ luyện thêm để lấy điểm cộng cho các bạn. Cứ các bạn luyện xong thì khi mà thầy vô, thầy view cái kết quả của các bạn, chúng ta sẽ thấy được cái kết quả và chúng ta sẽ lấy điểm cộng ở bên trong này. Các bạn đã hoàn thành các cái bài này, nó đánh dấu tích nè. Đó, thì lấy điểm cộng. Và nếu như bạn có thể thì bạn tranh thủ luyện các cái bài. Mình sẽ tính từ bài dưới này tính lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cho là 15 bài. 15 bài từ dưới lên. Chúng ta sẽ test giai đoạn 1 trong 15 bài này. Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên 15 bài. Cứ test đi. Rồi mình sẽ lấy một bài. Thì ở trong này, cái này thì các bạn phải quen từ. Nếu mà các bạn không nhớ tiếng Anh thì quen từ thôi. Quen ha. Và chúng ta sẽ gõ ở đây. Cứ làm đi các bạn. Nếu mà khi mà các bạn test giai đoạn 1 mà khó khăn quá thì chúng ta sẽ có phương án 2. Nhưng mà thầy nghĩ đối với các bạn luyện thì các bạn sẽ làm được, không có gì khó cả. Không 10 điểm thì cũng 9 rưỡi, yên tâm ha. Các bạn sẽ làm được, cố gắng lên. Đó là phần Timing Master. Và các bạn, thầy sẽ gửi cho các bạn cái sụt của chúng ta. Và đối với cái sụt này thì chắc là thầy sẽ chỉ gửi cho các bạn cái phần là 7.10 thôi. Bởi vì chúng ta chỉ cần như vậy là đủ, không cần phiên bản cao hơn. Không cần các bạn, chỉ cần như vậy là đủ ha. Còn cái thư mục này các bạn tham khảo và các bạn tự xử lý giúp thầy. Và đối với chúng ta đang học, chúng ta đang học thì cũng không khuyến khích các bạn sử dụng cái phương án ở trên. Thì ra không khuyến khích, bởi vì cái này là chúng ta đang chuyên ngành công nghệ thông tin.
thì đôi khi cái sản phẩm của chúng ta ra cũng cần phải có người mua. Mà bản thân cái phần mềm này mình xài mà mình không mua thì nó cũng không đúng. Nhưng mà tại vì chúng ta đang ở đây là phi lợi nhuận, chúng ta đang học, cho nên có thể mình chấp nhận theo cái quan điểm của mình thôi. Chứ còn cái ông chủ phần mềm này ổng không vui. Thôi kệ, mình lấp liếm là giáo dục nha. Thì các bạn chú ý chỗ này giúp thầy.